Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý trong nước, trong tỉnh và quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Sự kiện Việt Nam kiện toàn một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước đã được nhiều hãng thông tấn tại Trung Đông, Châu Phi đồng loạt đưa tin trong những ngày qua. Các bài báo đều cho rằng Việt Nam đang nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về thế hệ lãnh đạo vừa được Quốc hội Việt Nam bầu phê chuẩn. Trong đó, hai trang báo chuyên về đối ngoại Nam Phi đã có hai bài viết với tiêu đề lần lượt là Việt Nam kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới, Việt Nam cơ hội ngưỡng mộ và đánh giá cao. Các bài viết cho rằng cộng đồng quốc tế đang dành sự quan tâm lớn đối với sự kiện Việt Nam kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao diễn ra sau đại hội của Đại hội Đảng lần thứ 13. Tác giả cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là những chính trị gia có năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, đem đến kỳ vọng lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế sau thành công ấn tượng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Trong khi đó, một loạt các trang báo uy tín Bắc Phi đã đăng tải nhiều bài viết với tựa đề như thủ tướng chính phủ mới của Việt Nam. Việt Nam một khởi đầu tốt đẹp. Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm chủ tịch nước. Các báo đều điểm lại những kết quả hoạt động nổi bật của chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và đều khẳng định đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam nhận được sự tín nhiệm cao, có quá trình công tác và kinh nghiệm trên cương vị lãnh đạo quản lý nhà nước quan trọng. Theo danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam vừa được Bộ Giao thông Vận tải công bố, tổng số bến cảng trong hệ thống cảng biển Việt Nam đã tăng lên 8 bến. Trong đó, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu có thêm 4 cảng mới, các tỉnh thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, mọi địa phương có thêm một bến cảng. Cụ thể, hệ thống bến cảng Việt Nam hiện có tổng cộng 286 bến cảng. Một số khu vực cảng biển có số bến cảng lớn gồm Hải Phòng có 50 bến, Vũng Tàu có 46 bến, và thành phố Hồ Chí Minh có 42 bến. Các cảng biển khác nhau như Cần Thơ có 21 bến cảng, Đồng Nai gồm 18 bến cảng, Khánh Hòa có 16 bến cảng, Quảng Ninh có 13 bến cảng, cảng biển Đà Nẵng có 8 bến, Nghi Sơn, Nghệ An, Dung Quất, mỗi khu vực cảng biển có 7 bến. Cảng biển Hà Tĩnh và Bình Thuận, mỗi khu vực có 6 bến. Trung bình mỗi năm, cảng biển Việt Nam đón khoảng 120.000 lượt tàu biển với mức tăng trưởng tổng thể của hàng hóa đạt gần 16% một năm riêng năm 2020, tổng lượng hàng thông qua cảng biển Việt Nam đạt tới 692 triệu tấn, vượt từ 14 đến 21% so với quy hoạch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể, yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh gồm nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng cả hai nghị định nêu trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình chính phủ vào tháng 5 năm 2021. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tuyên truyền phổ biến pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Trong đó, pháp lệnh mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, bổ sung đối tượng người có công và thân nhân. Pháp lệnh cũng đã chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng. Sau chuỗi ngày dài tăng liên tiếp, giá xăng được dự báo sẽ giảm vào ngày mai, 12 tháng 4. Theo kế hoạch, hôm nay 11 tháng 4 là điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ Tài chính Công thương. Tuy nhiên, do rơi vào ngày nghỉ, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày mai 12 tháng 4. Tại thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ Tài chính Công thương ngày 27 tháng 3, trước đà tăng của giá xăng dầu quốc tế, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều ngày 27 tháng 3 là xăng E5 RON 92 không cao hơn 17.851 đồng trên lít. Xăng RON 953, không cao hơn 19.046 đồng trên một lít. Dầu diesel 0,05S, không cao hơn 14.243 đồng trên lít. Dầu hỏa, không cao hơn 13.004 đồng trên lít. Dầu ma 180 CST 3,5S, không cao hơn 13.757 đồng trên 1 kg. Số liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm Quỳnh Quân trên thị trường Singapore có xu hướng giảm nhẹ so với chu kỳ trước. Như vậy, giá xăng có thể chấm dứt chuỗi ngày tăng liên tiếp vào ngày mai. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 gần đây, Bộ Y tế đã đưa ra 3 đề xuất về phương án triển khai hộ chiếu vaccine, bao gồm nhóm đối tượng áp dụng phương án giám sát cách ly, theo dõi y tế. Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin cho biết đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành hệ thống hạ tầng công nghệ, giải pháp kỹ thuật, hoàn toàn thích ứng với quốc tế để chuẩn bị triển khai hộ chiếu vaccine. Ban chỉ đạo thống nhất tinh thần mục tiêu kép, tranh thủ thời gian bằng các giải pháp tổng lực để giữ an toàn nhưng đồng thời mở cửa và phát triển được. Đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta vừa dùng giải pháp tiêm vaccine trong nước, đồng thời kết hợp với các nước phân theo nhóm nước, nhóm đối tượng để có phương án cách ly, xét nghiệm, giám sát phù hợp, bảo đảm an toàn nhưng tận dụng thời gian quý giá, cơ hội để phục vụ phát triển kinh tế. Cụ thể, nhóm đối tượng thứ nhất là người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài, trong điều kiện đã tiêm vaccine thì về nước. Bộ Y tế cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể những người về từ nước nào thì có biện pháp cách ly, theo dõi y tế phù hợp, ở mức cần thiết theo hướng an toàn. Trong đó, cần tính đến cả những doanh nhân Việt Nam có nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh nhóm đối tượng thứ hai là những người nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư kinh doanh. Tùy từng nước, điều kiện đã được tiêm vaccine loại nào thì sẽ quy định cụ thể về thời gian xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế. Đối với nhóm đối tượng thứ ba là khách du lịch quốc tế, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trình ban chỉ đạo phương án cụ thể lộ trình mở cửa du lịch. Hướng ban đầu là du khách từ các nước kiểm soát tốt dịch bệnh đã triển khai tiêm vaccine đạt miễn dịch cộng đồng và nơi đến là những khu du lịch nghỉ dưỡng, quản lý, kiểm soát người được vào và đã an toàn, có quy định kiểm soát đi lại, tiếp xúc trong nước. Tính đến nay, ngày 11 tháng 4, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 136 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 2.939 triệu ca tử vong, Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 109,35 triệu người. Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 657.322 ca dương tính với SARS-CoV-2, tập trung đông nhất tại Ấn Độ, 152.682 ca, tiếp đến là Brazil, tiếp đến là Brazil, 69.592 ca, Mỹ, 66.764 ca, Thổ Nhĩ Kỳ, 52.673 ca. Đây cũng là ngày Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, nghiên cứu từ Đức và Na Uy cho thấy, ở một số người có đặc điểm sinh học hiếm gặp, vaccine AstraZeneca tạo ra kháng thể bất thường gây cục máu đông. Kết quả hai nghiên cứu này được xuất bản trên tạp chí y học New England ngày 9 tháng 4. Trong đó, nghiên cứu của các nhà khoa học Đức phân tích dữ liệu 11 bệnh nhân gồm 9 phụ nữ tuổi từ 22 đến 49 tuổi. Nghiên cứu của các nhà khoa học Na Uy cho kết quả tương tự. Công trình tiến hành trên 5 bệnh nhân, một nam và bốn nữ trong độ tuổi từ 32 đến 54. Kể từ khi được triển khai, vaccine AstraZeneca gây nhiều tranh cãi. Ngày 18 tháng 3, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu tuyên bố vaccine an toàn và hiệu quả, nhưng đến hôm 7 tháng 4, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu thay đổi quan điểm, công nhận máu đông là tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine nhiều quốc gia sau đó đã giới hạn độ tuổi tiêm chủng. Tuy vậy, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cũng như Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến nghị tiếp tục tiêm vaccine bởi những lợi ích to lớn hơn là các rủi ro. Tiếp theo sẽ là một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Tối ngày 10 tháng 4, tại nhà văn hóa tổ 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sông Hiến, thành phố, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ông bà là ứng cử viên, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị công bố danh sách lý lịch chức ngang của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, bà Đoàn Thị Lê An, Phó tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ứng cử đại biểu Quốc hội, Ông Hoàng Văn Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và ba ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri tổ dân phố 11 phường Sông Hiến đã nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên, đánh giá bản thân và gia đình năm ứng cử viên luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy định của địa phương, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có có lối sống giản dị, chân thành, đoàn kết, gần gũi, gắn bó với bà con xóm phố. Các ứng cử viên mặc dù công việc bận rộn nhưng đều tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của địa phương. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đoàn Thị Lê An, Phó tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như tiếp thu những ý kiến nhận xét, đóng góp của cử tri. Nếu được chúng cử đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là niềm tự hào, vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề trước đảng, nhà nước và nhân dân. Vì vậy, bản thân bà và các ông bà được giới thiệu ứng cử sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với quân chúng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Hội Người Cao Tuổi Phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội người cao tuổi phường Duyệt Trung hiện có 246 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Những năm qua, Hội người cao tuổi phường phối hợp tổ chức các đợt khám sức khỏe, cấp phát thuốc cho 114 cụ tuổi từ 80 tuổi trở lên. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được triển khai có hiệu quả, tích cực nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nêu gương sáng xây dựng con người mới, gia đình hiếu học, khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ năm 2016 đến năm 2020, hội người cao tuổi phường đã tổ chức mừng thọ cho hai cụ 100 tuổi, 3 cụ 90 tuổi, tặng quà mừng thọ cho 38 cụ ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85 và 95 với tổng số tiền gần 12 triệu đồng. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia luyện tập, nâng cao sức khỏe. Hội viên hội người cao tuổi phường Diệt Trung luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng Đảng, chính quyền tham gia tuyên truyền vận động nhân dân, con cháu chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, liên tục nhiều năm, hội người cao tuổi phường đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, nằm trong top đầu các đơn vị thuộc hội người cao tuổi của thành phố. Nhiệm kỳ 2021-2026, hội người cao tuổi phường Diệt Trung tiếp tục đoàn kết tập hợp đông đảo người cao tuổi của phường và tổ chức hội, xây dựng hội vững mạnh, phát huy trí tuệ của người cao tuổi tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền địa phương. Đại hội đã bầu ban đại diện Hội Người Cao Tuổi Phường Diệt Trung, khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Nằm trong đợt huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng tổ chức cho dân quân tự vệ giúp nhân dân mở đường, đường dân sinh tại xóm Bản Láp, xã Quý Quân tại buổi gia quân, 40 dân quân tự vệ cùng cán bộ viên chức Ủy ban Nhân dân xã quý quân và nhân dân đã tiến hành mở mới đường vào nhà các hộ đồng bào dân tộc Mông, Giao từ xóm vùng cao lũng đẩy Hạ Sơn xuống xóm bản Láp định cư. tuyến đường có chiều dài gần 1.000m, rộng 1,2 đến 1,5m. khai thông đường dân sinh là chủ trương của chính quyền địa phương được nhân dân mong chờ từ nhiều năm qua. con đường hoàn thành giúp các hộ dân đi lại thuận tiện, yên tâm phát triển kinh tế. Đây là hoạt động hàng năm của lực lượng dân quân tự vệ, mỗi mùa huấn luyện, góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Công an huyện Hòa An vừa bắt đối tượng truy nã Hoàng Thị Chất, sinh năm 1950, trú tại phường Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú, nay thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội tham gia mua bán người sang Trung Quốc. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hoàng Thị Chất khai nhận, vào khoảng đầu năm 1994, đối tượng Chất cùng với một người tên là Kim, không rõ thân nhân cụ thể, trú tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú, vượt biên sang Trung Quốc, đi cùng với Kim là cháu gái 16 tuổi không rõ nhân thân lai lịch. Khi sang đến Trung Quốc, đối tượng Kim bán cháu gái cho một người phụ nữ tên là Thái với số tiền 1.100 nhân dân tệ, trong đó đưa cho đối tượng chất 400 nhân dân tệ. Sau khi nhận tiền, đối tượng chất đã chuyển đi sinh sống tại Trung Quốc. Đầu tháng 4 năm 2021, đối tượng quay trở lại Việt Nam qua địa phận Cao Bằng, bị cơ quan chức năng đưa vào cách ly tại trường trung cấp nghề cơ sở 2, phố A, thị trấn Tức Hai. Đội cảnh sát điều tra công an huyện Hòa An đã phát hiện, bắt giữ đối tượng chất, hoàn tất các thủ tục hồ sơ để bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc xử lý trước pháp luật. Những tin tức trong tỉnh vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.